Ở kỳ 1, truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn đã phản ánh về hàng loạt dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông Đà Răng thuộc địa bàn tỉnh Phú Yên của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Trung Tây Nguyên kéo dài nhiều năm nay. Trong quá trình ghi nhận, hoạt động khai thác cát có dấu hiệu vi phạm này, chúng tôi tiếp tục ghi nhận được quá trình hoạt động vận chuyển cát vào ban đêm của Công ty Trung Tây Nguyên. 20 giờ, tại mỏ khai thác cát trên sông Đà Răng của Công ty Trung Tây Nguyên, đoàn xe semi rơ móc bắt đầu vào ăn cát. Sau khi ăn cát, từng chiếc xe bắt đầu di chuyển ra ngoài vào quốc lộ 1A đi về hướng thành phố Hồ Chí Minh. 21 giờ, sau khi băng qua hầm Đèo Cả và qua địa phận tỉnh Khánh Hòa, các xe bắt đầu dừng lại ven đường chờ nhau. 22 giờ 30, các xe tiếp tục di chuyển tới điểm tập kết tại dốc cây thị xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. 7 chiếc xe đầu kéo semi rơ móc có sức chứa khoảng 40 tấn một xe, nghênh ngang, dàn hàng dài trên đường quốc lộ 1A chờ vào điểm đổ tập kết. Việc lưu thông hàng hóa là câu chuyện hết sức bình thường và không có gì đáng bàn. Nhưng trong câu chuyện này thì dư luận lại đặt ra câu hỏi, tại sao Công ty Trung Tây Nguyên lại không thực hiện việc này vào ban ngày mà lại thực hiện vào ban đêm? Và ai sẽ kiểm soát khối lượng cát được bán ra này? Các xe vận chuyển cát này có đầy đủ hóa đơn chứng từ mua bán trước khi vận chuyển cát đi bán. Theo quy định tại Nghị định 158 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều luật của Luật Khoáng sản, thì tổ chức, cá nhân, khai thác khoáng sản, trừ hộ kinh doanh phải lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác, lắp đặt camera giám sát tại các kho chứa để lưu trữ thông tin, số liệu liên quan. Thế nhưng, theo ghi nhận thực tế tại mỏ khai thác cát của Công ty Trung Tây Nguyên, lại không hề có các thiết bị trên để giám sát cũng như lưu trữ thông tin liên quan đến việc giao dịch mua bán cát. Vậy số lượng cát được bán ra hàng ngày của Công ty Trung Tây Nguyên sẽ được thống kê, quản lý như thế nào? Và liệu rằng hàng tháng, công ty này có thống kê, tính toán, cập nhật số liệu trong sổ sách, tài liệu quy định tại Điều 41 Nghị định này để khai báo sản lượng tính thuế tài nguyên khoáng sản và xác định sản lượng khai thác hàng năm trong báo cáo định kỳ khai thác khoáng sản để gửi cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về thuế.